Vâng ạ, siêu thị hàng bãi B52 Audio xin mến chào tới toàn thể các bác yêu âm thanh hàng bãi trên mọi miền Tổ quốc nhé. Vâng, thì hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác một dòng loa đua các bác nhé. Dòng loa này thì sản xuất tại Đức luôn các bác nhé. Thì em cũng tất cả những các video khác thôi, thì em sẽ cho các bác xem chi tiết ngoại thất và em cho các bác xem nội thất của nó sau. Và em sẽ test chất âm luôn trong cái video này luôn các bác nhé. Thì các bác đón xem hết video giúp em. Vâng, thì cái dòng loa này thì em nói các bác này, cái lời là vô cùng hay luôn, cực kỳ hay luôn các bác nhé. Thì cái dòng loa này thì em giới thiệu với các bác này, nó là Dubalet, nó là mới cả Dubalet là cùng một hãng các bác nhé. Nó là dòng loa đua các bác nhé. Thì dòng loa này là em của Dubalet các bác nhé, em của Dubalet các bác nhé. Vâng, thì đây một chiếc bát em đã tháo căng ra, một chiếc em đã tháo căng ra, còn một chiếc để nguyên căng các bác, nhìn đẹp vô cùng luôn các bác nhé. Vâng, thì em cho các bác đi xem vào ngoại thất của em nó các bác nhé. Thì ngoại thất của nó em nó thì thủ thể của em nó cực kỳ đẹp các bác nhé, sơn sần màu trắng các bác nhé, thùng cân, thùng cực kỳ cân luôn các bác ạ. Cái dòng loa này các bác nhìn các bác mê ngay, cái em lấy xa cho các bác đây, cực kỳ đẹp luôn đấy các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn, vô cùng đẹp luôn. Và logo của đua đây các bác nhé, thì ở trên đây là họ in ấn là đua là ở bên trên góc chờ bên tay trái các bác nhé. Thì có đây các bác nhé, họ in ấn là đua. Còn dưới này đây đây các bác nhé, dưới này cái logo của nó đây các bác nhé, tất cả những cái dòng loa fit thì các bác nhìn cái logo của nó không có quá làm to các bác nhé, cũng như kiểu các visa, cái visa mà cá sấu đấy, hoặc như cái visa mà cá sấu các bác nhé, thì họ chỉ in hình nho nhỏ thôi các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé, cực kỳ chất lượng luôn cái dòng loa này các bác nhé. E căng thì cực kỳ chắc chắn và sơn sần màu trắng các anh em nhé. Thì em cho anh em xem thủ thể của em nó đó các bác nhé, thùng cân, lỗ thông hơi phía sau các bác nhé. Và đây là tem mác của nó còn đầy đủ các bác nhé, tem QSC đây này anh em này, anh em nhìn cái dòng loa xịn của Đức anh em nhé. Em nhắc lại này, cái dòng này loa xịn của Đức anh em nhé. Đó anh em này, thì nó là chung với hãng của Dubalet, đua với Dubalet cùng một hãng anh em nhé. Thì đây tem QSC của nó đây đó. Thì công suất của con này nó lên tới là 400W các bác nhé. Đấy, số ma vạch của nó đây, thông số kỹ thuật của nó đằng sau đây cho anh em đây. Đó, tem QSC của nó đây các bác nhé, ông đấu đua đây anh em này. Anh em nhìn này, cực kỳ đẹp luôn, vô cùng đẹp luôn. Và em cho các bác xem vào xem chi tiết nội thất của em nó bên trong có những gồm có những gì các bác nhé. Đây, em nó cũng tháo tất cả những các video khác thôi, em review sản phẩm thì bên em là phải tháo hết ra để cho anh em xem. Đây nó mới bụi bẩn em chưa lau được sạch, mong các bác thông cảm đây các bác nhé. Vâng, thì sử dụng củ chép của BNC anh em nhé, sử dụng củ chép của BNC. Đấy thì cái lời chép của da của BNC thì anh em không thể bàn cãi được nữa rồi, không em không cần quảng cáo thì anh em cũng đã biết là cái chất âm của BNC thì nó như thế nào rồi anh em nhé. Nhập khẩu củ chép của BNC Italia anh em nhé. Đó, và củ chép của nó đây, họng là họng này thì họng bằng Bolesit anh em nhé, họng Bolesit. Thì cái tiếng tép của nó ra là cực kỳ dày luôn anh em nhé, tiếng tép của BNC thì cực kỳ dày luôn anh em nhé, dày mà nó sáng tiếng mà nó dày tiếng anh em nhé. Vâng, thì củ bát của đua đây anh em nhé, của bác của đua tất cả là có ba bốn tem coi như là tem kiểm tra mã vạch này, là tem QSC này, đấy đầy đủ hết cho anh em đây các bác nhé. Bằng thì cái dòng loa này thì cái từ nó không có được to như tất cả các từ có các dòng loa khác các bác anh em ạ. Cái chất âm của nó thì em nói các bác cực kỳ hay vô cùng luôn. Thì em cũng đang review sản phẩm và em cũng công bố giá với các bác là dòng loa này em bán có 11.500.000 đồng cho một đôi loa xịn của hãng đua các bác nhé, 11.500.000 đồng. Và các bác nhé, và sử dụng là xương kép các bác nhé, gọi anh em gọi là xương kép cũng được, mọi người gọi là xương đa chấu cũng được các bác nhé. Đó, các bác nhìn củ bát của nó đây, thì các bác xem hết video em sẽ, cái video này em cho các bác xem em cho các bác thẩm âm của em nó luôn là các bác nhé, cổ côn của nó đây các bác nhé. Đó, côn này là côn 65 anh em nhé, cổ côn 65 thì có như cổ côn càng côn nhỏ bao nhiêu thì lời nó cực kỳ hay bao nhiêu anh em, cái loa này nó hay cực kỳ luôn, thì anh em nhìn phát là biết được dòng loa xịn rồi các bác nhé. Đó, phân tần thì xin lỗi các bác, màng thì màng carbon anh em nhé, gần thì gần 2 sóng anh em nhé, màng carbon gần 2 sóng. Và phân tần của nó đây anh em nhìn dòng loa mà loa xịn thì không bao giờ họ sử dụng, không bao giờ sử dụng phân tần to đâu anh em nhé. Đó, cái phân tần này thì nó không tháo ra được, nó liền với cả chạm loa thì em không tháo ra được, không ra không ngửa lên cho anh em xem được anh em nhé. Thì bông tiêu thủy tinh các bác nhé, dây cực kỳ xịn sò luôn. Đó thì em cho các bác xem là cái đây là lỗ cắm cọc và 4 chân cao su để cho anh em là đánh nó cái cường độ cao, ví dụ để trên kệ thì nó không bị trơn trượt, không bị rung các bác nhé. Vâng, thì đây chiếc bát của nó làm như thế này anh em nhé, chiếc bát của nó làm như thế này thì nhà thiết kế đã thiết kế ra một cái phễu của âm phễu chia âm thanh các bác nhé, có nghĩa là phễu tản phễu chia âm thanh ra đây các bác nhé. Đấy, đây như đây này các bác đây. Đó, thì họ sẽ làm cái phễu để chia phối âm thanh đây các bác nhé, chia phối tiếng bát ra để cho tỏa ra hai bên để có như là
chất âm để cho nó phủ rộng hơn trong căn phòng của bác các bác nhá. Thì các bác thấy cực kỳ đẹp không? Đấy, họ thiết kế ra cực kỳ, em nói vô cùng hay luôn. Thì vâng, thì em cho các bác nghe qua hai đoạn nhạc anh em nhá, qua hai đoạn nhạc và một đoạn nhạc của thử tiếng bát của em nó và một đoạn nhạc thử tiếng lời của em nó các bác nhá. Vâng, thì em cho các bác nghe một đoạn nhạc thử tiếng bát của em nó trước các bác nhá. Đấy, thì có một mình em thì em cũng vừa ấy vừa mà review vừa mở cho các bác đây các bác nhá. Vâng, thì em cũng qua một con đẩy cũng bình thường như tất cả các video khác thôi. Này, em test nhạc cũng qua một con đẩy MUF với con vang cỏ của em để thử nhạc thôi, em chưa cài đặt gì cả các bác nhá. Và lên cái máy tính thôi anh em nhé, chứ không sử dụng qua lọc lạch thiết bị gì cả các bác nhá. Đấy, em cho các bác nghe một đoạn remix thử cái nào. Đấy, một đoạn nhạc sống anh em nhá. Cho các bác nghe qua một đoạn tiếng nhạc cả tiếng trống của nó, tiếng bát của nó cực kỳ vô cùng hay, vô cùng mềm mà nó sâu anh em nhé. Vâng, thì em cho anh em nghe tiếp qua một cái đoạn nhạc lời các bác nhé, là Bonaro, để cho anh em thẩm chất âm và tiếng của nó có bay không, tiếng tép của nó có dày không ạ, tiếng tép của BNC nó có dày không ạ. Vâng, thì anh mở cho em một đoạn này. Đó. Thank you.
Các bác cũng thông cảm, em cũng không tải được video dài lên thì em tải rất chỉ là lâu các bác nhé. Thì em chỉ test qua hai đoạn nhạc thì các bác thẩm âm, các bác vui lòng các bác đeo tai nghe vào là các bác thẩm âm xem cái loa này, xem tiếng tép nó có mịn không ạ, xem nó có dày không ạ các bác nhé. Em nghe cực kỳ hay luôn, chỉ có 11.500.000 đồng cho các một đôi loa đua của cùng anh em cả Du Ballet, cùng hãng của Du Ballet luôn anh em nhé. Đôi loa này em nhắc lại, loa đua cực kỳ hay luôn các bác nhé. Loa này loa của Đức Xịn đấy các bác nhé. Đấy thì các bác nhìn đây thì em đã tháo nghe căng đây ở trước bát này, nó sẽ có một cái phễu có nghĩa là phễu chia âm thanh đây các bác nhé. Đó, phễu chia âm thanh có nghĩa là chia bát ra để cho tỏa cho nó tỏa ra để nó phủ rộng ra ở căn phòng của bác. Như thường thường cái bát nó đi ra là nó sẽ tiếng bát nó sẽ đi thẳng các anh em nhé. Đây nó làm sẽ tỏa ra để cho bao phủ căn phòng của bác các bác nhé. Thì dòng loa này em nhân được rẻ, em bán cho các bác rẻ là 11.500.000 đồng, chỉ có 11.500.000 đồng cho dòng loa đua này các bác nhé. Thì anh em nào mua em cho anh em vẫn thử 3 đến 5 ngày, không hay trả lại cho em cái dòng loa này các bác nhé. Vâng, thì anh em chơi, nếu như anh em ghép bộ dàn và anh em chơi lần thêm quả súp nữa thì em nói các bác thì đến 5, 10, 15, 20 năm sau không lỗi thời cái dòng loa này các bác nhé. Vâng, thì anh em là xem video cho em xem một nút like, và các bác nào chưa đăng ký kênh xin vui lòng đăng ký kênh để theo dõi diễn biến cửa hàng của bên em các bác nhé. Vâng, thì thôi, cuối video em cũng chào và hẹn gặp lại các bác, và em thật sự cảm ơn các bác rất chi là nhiều các bác nhé.